Hello, xin chào mọi người nhá. Hôm nay bên Cho Vàng Tuyên Quang tiếp tục đi giao một máy ở thôn Dọc, xã Hợp Thành, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Hôm nay đi giao cho gia đình nhà chú Khải. Gia đình nhà chú thì lấy gồm có một máy Châu Vàng, gồm có phay lồng bừa, bám luống và cày lật lên luống nữa. Thì nó sẽ, bộ này là bộ đầy đủ full hết luôn. Đấy, cái này gọi là cái bánh bám này. Còn cái này là cái lồng và một túi phụ kiện đây nữa. Túi phụ kiện. Đây, phay lồng bừa. Cái này là cày lật. Bừa đây. Phay lồng bừa lên luống. Cày lật lên luống. Bánh bám. Có rất là tật phụ kiện. Rất là nhiều thứ. Đưa máy ra ngoài đồng ruộng để làm thực tế cho mọi người cùng xem. Nhà chú Khải này thì có một cái vườn ổi rất là rộng. Nhà chú Khải ở thôn Dọc, xã Hợp Thành, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Phía xa kia là một vườn mía rất là đẹp. Đây, một vườn ổi rất là đẹp đây. Còn đây là một vườn mía. Nhà chú này mua máy về để chủ yếu là làm vườn ổi, vườn mía và làm ruộng. Máy này đi sang suối ấm ầm này, ngập hết bánh. Sau một thời gian di chuyển thì mấy anh em đưa máy ra đến ngoài đồng ruộng rồi. Bây giờ sẽ lắp phay vào để tiến hành phay đất tại ruộng. Gia đình chuẩn bị một thửa ruộng khoảng 400m2 này. Đây, ruộng đất mềm thì phay một lượt thì nó đã tơi như này rồi đấy. Cái chiều rộng cái luống, cái lốt mà mình đi phay thì nó rộng được khoảng độ 1m mọi người nhé. Cái này mà đi lần thứ hai thì tơi đẹp luôn. Rộng được 1m luôn, một lần đi. Ở ruộng này thì mọi người cứ đi số 2. Ga thì cũng vừa phải thôi, máy này rất tiết kiệm nhiên liệu. Đấy, bên mình ra máy là hỗ trợ chỉ việc luôn, chỉ tận tay luôn. Máy này thì chỉ cần bảo qua là các bác sử dụng được luôn. Nó không quá phức tạp. Vì cơ cấu số và cách vận hành nó rất là đơn giản thôi. Thành viên khác trong gia đình vận hành máy. Đây là con của chú Khải.
con trai chạy máy có vẻ ok hơn. Lần hai là nó sẽ tơi mịn và nó xuống sâu hơn. Đi lần đầu thì nó chỉ gọi là phá đất thôi. Đấy, nhưng mọi người thấy là đi lần hai này đẹp rồi, đẹp xuất sắc luôn. Bên Châu Vàng Tuyên Quang thì có hai hình thức giao máy, đó là giao tận nơi và ship COD. Gửi qua Viettel và qua bưu điện. Thì mọi người có nhu cầu sử dụng các loại máy móc nông nghiệp và máy làm đất thì liên hệ với số hotline 0971 588 456. Hoặc là các bạn có thể liên hệ qua trang fanpage của kênh Châu Vàng Tuyên Quang trên Facebook ấy, hoặc là qua Zalo cũng là số 0971 588 456 để được tư vấn hỗ trợ về kỹ thuật, về giá và các vấn đề bảo hành sau bán hàng. Nếu mọi người thấy thì sau khi chỉ hướng dẫn qua thôi thì con trai của chú Khải đã vận hành máy một cách ngon lành luôn. Bởi vì thực tế máy này thì ai cũng có thể sử dụng được, vì nó vận hành rất là dễ, cơ cấu số và cách vận hành nó rất là đơn giản. Kể cả các cô khoảng trên 50 tuổi vẫn sử dụng bình thường. Như nhà chú Khải đây thì chú cũng năm nay cũng gần 60 tuổi rồi, nhưng mà chú vẫn mua máy về để làm nông nghiệp. Cái này rất phù hợp với những nhà thuần nông. Hiện tại là khoảng 2:30, mình đang test ở ngoài đồng ruộng, nắng lắm. Đây một thửa ruộng khoảng 400 m, gần 400 m, chắc là khoảng một sào. Làm bây giờ đến góc kia này rồi, hết rồi. Mọi người thấy tốc độ làm rất là nhanh. Đây gọi là đang học làm ấy, nếu mà làm quen, vận hành quen rồi thì sẽ tốc độ sẽ nhanh hơn rất nhiều. Máy này thì sử dụng động cơ diesel công suất 5.5 kW, trọng lượng thì 88 kg. Còn mức tiêu hao nhiên liệu thì 1 lít dầu thì nó sẽ vận hành được khoảng thời gian là từ 2.5 tiếng đến 3 tiếng. Còn diện tích thì nó tùy theo cái chất đất làm mức độ làm khó hay là làm dễ. Bởi vì mức tiêu hao nhiên liệu thì bên mình sẽ tính theo thời gian máy nổ đó, thì nó sẽ được khoảng độ 1 lít, được khoảng 2 lít, 2.5 tiếng đến 3 tiếng đồng hồ. Đất trên này rất là tơi này. Mình cứ tính cho là một xào đi, làm khoảng hơn 20 phút một tí. Đây còn bằng này nữa, bờ đây rồi. Đấy, đây là những lượt đi cuối cùng rồi, ruộng khoảng độ một xào 360 m², làm chắc độ đây là tập làm nhá, thì chắc là hết khoảng 5 phút. Còn làm quen rồi thì sẽ nhanh hơn rất nhiều.
lắp lên núi nha chị. Cái con ốc này liệu nó vặn chắc chắn chưa? Chắc chắn, ốc này thì chắc chắn rồi. Cái này này, qua vặn như thế nào này? Hôm qua chắc chỉ gá vào thôi. Quên. Đến tối về mình chỉ vặn được không? Vặn lại được mà, đơn giản. Cái này nó chỉ là cái chắn đất thôi mà. Đấy, thửa ruộng khoảng một sào làm có hơn 20 phút xong. Bây giờ sẽ lắp cái bộ lên luống để cho mọi người cùng xem nào. Đấy, đâu đâu mình mới chỉnh ở đây nhá. Chỉnh cao thấp này, chỉnh ở đây. Nhưng mà phải cho lên chốt vào chứ. Lên nông đấy gì? À, cái này không có chốt. Ví dụ như thế. À, cái chốt kia kìa chú. Phải có chốt chứ. Chưa lên chốt, giờ đã làm ở đâu? Đất luôn. Đây là nó không phải bánh bám này chứ. Đây là mình vâng. Thử thôi, đây là mình thử thôi. Không bánh bám lên luống sao? Khi mà mình lên luống thì mình sẽ sử dụng cái bánh bám mà hôm nay lại không mang ra đây, vừa nãy quên. Chỉnh cái này được gập lên gập xuống này. Quên không mang ra để ở nhà rồi. Xe ra thì ở đây, xe ra ở đây. Đấy, nếu mà muốn to là xe ra đây. Đây có con ốc này. Đấy. Lấy cái này ra cho nó xe ra. Nghĩa là nhớ con ốc này để chẳng hạn như là cái này ra, xong rồi lấy cái này cài vào đây thì cái này nó xè ra. Được rồi, hiểu. Nó lên luống to hơn. Vấn đề là cái rãnh nó to hơn. Vâng, cái rãnh nó to ra. Cái này nó chỉ là rẽ đất ra thôi mà. Muốn làm rãnh mía thì mình mới cần những cái đấy để cho nó rộng ra. Vâng. Hót không nhận không? Còn cái rãnh đỗ này thì nó để thoát nước thì mình chỉ để tầm này là nó gạt ra là được rồi. Đúng rồi, rãnh mía thì rãnh đỗ chỉ bằng này thôi. Nó đỡ diện tích. Rãnh mía thì cho rộng ra bằng này. Vì nó đỡ diện tích, nó mất đất của mình. Vâng. Mình sử dụng đất để sử dụng được tối đa. Thế là còn cái dầu máy này là hôm nay đổ các bác là cho hết đủ liều lượng ở đây rồi gì? Đủ rồi. Thế là ví dụ mình làm ướm khoảng 30 tiếng thay không? Được, làm 2-30 tiếng thay. 30 tiếng thì mới này thì mình thay sớm chú ạ. Cái thay sớm để cho những nó bào mòn những cái bụi trong cái mạt sắt các kiểu này. Lấy 5 lít ở ngoài cây xăng ấy. Làm về 5 lít thì đổ 4 lần. Được cả 5. 1 lít mấy là 3. Đây nó có thước thăm này này. Đây thước thăm dầu. Đổ vừa bằng chớm thò đầu đây, dầu nhớt mình nhìn thấy không nhỉ? Đây có thước thăm này đổ lên đây. À. Đây này. Đây có thước thăm đây nhá. Vâng. Thế thì nữa về trong ngày hai bố con mình đưa xuống đây. Lại tiếp tục làm. Thoải mái làm. Từ giờ đến tối hai thửa kia là lít dầu đó. À không, về phải đi mua dầu. Đây tôi đổ. Dầu này chỉ mang vào để chủ yếu là để thử thôi. Vâng. Nhưng mà thử cũng được hơn 300 m, gần 400 m rồi. Đấy, hôm qua đổ 1 lít thôi. 1 lít vào đây còn được. Cái bình đấy là chứa được mấy lít? 3 lít cứ đổ đầy vào làm được. Chắc khoảng 3 lít thôi mà. Vâng. Cái này thì cầm về luôn này, bố cái này mang làm gì đâu, có dùng đến đâu. Có đem về đi. Đem về mai đất nó khô, đem cái bánh bám ra lên uống. Đất nó khô tí đó. Cái chốt kia, chốt ở đây chưa? Chốt rồi. Cái chốt này. Có chốt. Này làm thích lắm này, chẳng qua chưa mới làm. Test xong rồi, giờ mấy anh em đi về. Chú Khải, cháu hỏi chú tí, chú tìm hiểu cái máy cho vàng Tuyên Quang này qua kênh thông tin nào? Cái gì cổ gì nhỉ? Tên là gì? Qua mạng à, hay qua gì? Qua Facebook. Facebook hay là YouTube? Facebook rồi YouTube. Vâng. Nghĩa là có theo dõi từ 2019. Vâng. Đến 2023 này mới mua. Vâng. Đấy. Vâng. Nói chung là rất là hiệu quả mà nhẹ nhàng. Vâng. Đấy. Ai có yêu cầu mua thì cứ mua 178 châu vàng ấy là vừa mới sức mình làm mà nhẹ nhàng. Vâng. Vâng, cảm ơn chú. Vâng, cảm ơn chú đã tin tưởng và ủng hộ châu vàng Thiên Quang. Châu vàng Thiên Quang. Vâng. Test máy xong rồi, bây giờ mấy anh em mình về thôi. Mọi người có nhu cầu sử dụng các loại máy móc bên châu vàng Tuyên Quang cung cấp thì liên hệ số hotline 0971 588 456. Còn bây giờ mình xin phép được dừng video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở các video tiếp theo.